Khi theo học thầy cai 7-5 năm thì mẹ mất. Phan Thọ dứt lòng về chịu tang mẹ, trọn đạo làm con. Năm 24 tuổi đi đánh đài bị thua một lần. Ông nói với vợ: "Bà còn đôi bò nào xấu xấu cho tôi bán lấy tiền đi học võ." Ông nói xin thế là quá đáng rồi. Vậy mà vợ ông bảo học võ thì ông cứ lấy bao nhiêu cũng được. Chính vì cái tình đó của vợ mà ông Phan Thọ tiếp tục con đường tầm sư học đạo và đến được với những cây đại thụ lớn nhất của làng võ cổ truyền Bình Định thời bấy giờ. Vậy mới thấm thía câu: "Nghiệp võ trót đang mang, khó lòng dứt nổi."